Sau đây là kết quả xổ số Huế thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 03. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 833. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3109, 6649, 3232. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0003. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87122, 44417, 27555, 37153, 95896, 74588, 17115. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58607, 68578. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 02619. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00306. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 983217. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 983217.